À, quý vị các bạn thân mến, hôm nay thì ủa bán hết chưa gì? Hết rồi. Hết rồi hả? Trời ơi. À, sáng sớm từ 3 giờ sáng chuẩn bị, chị Nga chuẩn bị xong mới bánh rồi xong giờ đi bán, tới giờ này mới về, giờ này là 11 giờ 15 phút. Thì hôm nay mình cũng muốn mời quý khán giả vô thăm nhà gì cái buổi trưa để nhìn thấy cái hoàn cảnh, gia cảnh của chị Nga nó khó khăn như thế nào. Sáng nghe gì tâm sự mà nghe cũng đau lòng quá, nghe nói chung là cũng ai mà nhìn thấy chắc cũng chắc là ruột gan phải thắt lại chứ không chịu nổi. Giờ thì tụi nó dậy chưa? Chắc cũng có đứa dậy mà đứa ngủ. Dạ dạ rồi. Dạ. Vẫn còn đậu phộng nha. Rồi lát nữa có đại gia mua mão kìa, đại gia Cao Minh Quang sẽ mua mão. Dạ rất mong mà quý bà con cô bác mình ở Cà Mau chia sẻ mạnh mẽ cái livestream này giúp giùm cho Colorman để thông báo là chương trình Tiếng Rau sáng mai sẽ chính thức diễn ra vào lúc 9 giờ nha bà con ơi. Dạ. Các con ngủ hết đó. Rồi chào Lan Hương, chào các bạn. Rính gì vô nè, để rinh phụ cho nè. Cũng hết rồi, không có gì hết. À, bánh nè, cho tụi con nè. Đó. Ủa rồi mì rồi nước không? Rồi. Trời còn ngủ la liệt luôn, thấy thương không? Con nghĩ chị đi học chưa? Đi à? Nè, cho con bánh nè. Con mở cái đèn. Con mở đèn cho nó sáng chứ. Rồi, ok. Ôi trời ơi. Cái này gọi là ngủ. Hồi nãy nó thích. Con nãy cái chảo rồi, dịch lại con cơm ăn rồi đó hả? Đại lại con, ăn gì đại lại, bể vậy dơ vậy là sao em ăn? Rồi ở nhà ai nấu cơm? Nó đó, nhỏ này nó. À là bé nhỏ. Bé nhỏ. Còn bé lớn. Chơi ngủ ra ra. Bé lớn thì sáng làm bánh. Bé lớn thì sáng phụ làm bánh. Trời ơi, mấy giờ là 11 giờ mấy, bây giờ mới dậy hả Nghĩa? Còn cái bạn học lên lớp 8 là đi học rồi hả? Kìa, con cho nó mới thức. Wow. Ôi trời ơi, vậy lẹ đi con. À. Rồi cơm nước ở nhà là bé này nấu. Nhỏ này nấu. Có đồ ăn thì nó không nấu được, nhưng mà hột vịt thì có được. À, hột vịt, hột vịt chiên, chiên hột vịt. Trời ơi. Chiên hột vịt. Chiên hột vịt vậy là sáng cho em ăn vậy đó. Rồi chiên hột vịt rồi ăn với cơm với nước tương thôi. Đồ đập thể dục là đồ đi học. Chào Dương Tuấn Cường nha, chào Lê Bá Tùng, chào Thái Văn Linh nha. À, mình đang vào thăm nhà của dì Nga bán bánh bao chỉ đó. Dạ, hôm nay dì Nga mới đi bán buổi trưa, mới bán xong mới về. Dạ, ngày nào cũng như ngày nấy, mà có ngày thì còn vốn thì đi bán, hết vốn thì nghỉ. À, Dương Tuấn Cường ngày mai 9 giờ mới quay em ơi. À, nhưng mà trễ như vậy là còn ngồi đó nữa. 9 giờ em, 9 giờ để cho bà con bác ra đông á, ngày mai sáng thứ bảy á. Chào Miss, chào Mai Jen Lee. Rồi quý bà con cô bác mình mà ai đến được thì ngày mai bà con cô bác mình ai đến được thì đến, còn không thì có đến ủng hộ tại chỗ, còn không thì ủng hộ cho dì Nga từ xa nha. Ai chà. Mấy đứa nhỏ. Mình đi đâu rồi Vi? Ôi trời ơi. Cái thằng kia, thằng mà bị thực quản đi chơi rồi. Kiếm à. Em về coi. Kiếm coi nó đâu rồi con.
thực quản hả? Còn... nó bị hẹp thực quản á. Dạ. Yeah. Nó bị cắt khúc rồi mới nối cái khúc ruột giò lên. Thành ra là khi nó lớn là cái ruột nó hẹp, càng hẹp lại nữa. Ừ. Nó đi nông hai lần rồi. Trời đất. Bây giờ là cũng ăn được, ăn sơ sơ vậy thôi chứ không dám ăn thịt. Ờ, bạn nó mấy tuổi? Nó 8-9 tuổi rồi đó chứ. Rồi. Mà nó nhỏ xíu à. Đi kêu anh về đi con, kêu anh Thịnh. Biết ảnh đi đâu kêu. Chơi bên đó đó, đi con, kêu anh về. Nói bà đâu kêu, giờ? Bà ngồi, về ngồi rồi. Xuống rồi, trời ơi. Con nhiêu tuổi? Con còn buồn ngủ quá hả? Nhiêu tuổi? Con 6 tuổi, con nói lớn lên. Rồi, bác với mấy cô chú gửi tặng còn con bánh kẹo rồi nha. Có cảm ơn. Đây bánh à. Bánh kẹo đi, con thích ăn gì lấy ra cho các bé ăn đi. Cảm ơn đàng hoàng nha con. Nè. Bánh kẹo nè, con thích nó bánh nào đó. Mở ăn đi, đỡ đói bụng đi con. Rất là thích này nè, thích này lắm. Cho 2.000 chạy ra mua mấy cục này nè. À, mấy cục gieo hay vậy. Sao con Miri biết mình thích nó mua hay vậy? Thích là nó hay thích vậy đó. Bé nhỏ nhất hả? Bé này nhỏ nhất. Bé nhỏ nhất nè, bé nhỏ nhất này là 5-6 tuổi đó. 5-6 tuổi con bé này. Nhỏ này lớn hơn, nhỏ này như 5-1 đó. Ôi, ôi coi tay chân cũng nhôm nhách này, nhỏ xíu siêu rồi. Chân nè, tội lắm đó. Tại vì mẹ nó cho nó bú sớm quá đó. Có em bé khác thành ra không cho nó bú nữa rồi nó không chịu ăn luôn. Là bây giờ nó bị suy dinh dưỡng vậy. Chết luôn rồi. Chết cha, này cái suy dinh dưỡng là hơi nguy hiểm nha. Nó không phát triển nổi mà nè. 6 tuổi rồi chứ. Tuổi con chó nè. 6 tuổi là giờ là tuổi này đi học lớp 1 rồi đó mà chưa học được. Có bé lớn này. Bé này cũng vậy nè con. À, bé này lớn rồi, bé này như đầu năm cuối năm vậy đó. Năm 1, 2 đến năm 1 á. Năm 1, bé này 6 thì bé kia 7. Cái này sinh năm 2017 nè, 2018 nè. Đó. Con thích ăn cái gì nhất? Đó, à, thấy chị đó thằng đó không? À, thích ăn này lấy ra cho ba cho ông coi. Rồi hay quá, cô Miri giỏi quá, biết luôn. Cái này là gì ta? Nó giống mấy cái xeo ly hả? Rau câu á. Rau câu. Rau câu á mà cái nè, con ăn không? Con tháo ra cho tháo ra cho ăn nè. Đường diêm không? Diêm không mà nó thích vậy hả? Cho 2.000 chạy ra mua 4 cục vậy đó. Ừ. Chứ đâu cho nhiều được, 2.000 thôi. Có thích ăn mì gói không? Chắc ấy là chắc là ăn mì gói. Đó, như là có mì là coi như là giấc sáng ở nhà nó không nấu cơm đâu. Nó cho em ăn mì hết á. À. Lấy ra khăn hoàng với nịch cho nó kìa. Ôi là trời, đi ngủ tới giờ này luôn. Ủa hôm nay không có đi học hả con trai? Có đó. Chắc ngủ quên, không ai kêu ngủ quên này. Nè, con lấy ăn đi. Ông cho này, cảm ơn ông ơi. Rồi mấy cái bánh này hả? Để dành ăn lai rai, ăn Tết nha. Rồi. Mà ăn về sao đó ăn cơm. Có con này là nó không chịu ăn cơm nữa cậu. Kiểu như là bé không ăn cơm xong không mới nửa chén cơm là nó ăn đâu chừng muỗng rồi hai muỗng là nó giục bỏ. Không được, phải ăn cơm. Ăn cơm mới khỏe rồi con. Thì cứ ăn vậy. Chào Văn Sang nhé, chào Phú Hoàng nhé, chào Phước Trần Hữu nhé. Dạ, mình có để comment bên dưới đó. Đây là nhân vật tiếng rau của tuần này. Cảm ơn Phú Hoàng nha. Đó, ngày mai mình sẽ làm 8kg bột. Bình thường thì dì làm 2kg bột, ngày mai mình làm 8kg bột. Đó, cũng mong là để có nhiều người đến ủng hộ cho dì nha. Ôi, cắn à. Ăn chơi vậy thì ăn. Đừng có dục trong đó nha trời. Đừng dục trong đó nha. Để đây, ừ, rồi con. Nhà còn có mình con đi học à? Con học lớp 8 hả? Lớp 8 thì là con đang mười mấy tuổi? Nó 14, 15 tuổi rồi. 14 tuổi mà nhỏ con vậy? Mà cũng học trễ 1 năm rồi đó. Chào Tuấn Lô Bu dạ. Rồi bà cho 10.000 đi học kìa. 10.000 thôi, nhiều quá không có đâu. Khổ ghê chưa? Anh đang ở Cà Mau nha, Tâm Hà ơi. Chào Nguyễn Hữu Phước. Chào Phạm Minh Diệu. Dạ xin được nhắc lại cái khung giờ sáng mai là vào lúc 9 giờ sáng mai thứ bảy ngày 20 tháng Giêng năm 2024 thì chương trình Tiếng Rau để ủng hộ cho dì Nga bánh bao chỉ sẽ diễn ra tại địa chỉ 1921 Lý Bôn, phường 2, thành phố Cà Mau. 1921 Lý Bôn,
phường 2 thành phố Cà Mau. Nó đối diện xeo xéo với trường Trung học phổ thông Hồ Thị Kỷ. Rất mong đông đảo bà con cô bác mình chia sẻ ra ủng hộ nha. Đi kêu anh về coi, có anh đi đâu rồi. Con đi kêu anh. Đâu biết đi đâu đi cái tìm trời ơi. Trời ơi, Gia Bảo ơi, làm sao phát tài nổi Gia Bảo ơi. Cái này chỉ mong là ngày mai bán được một ít này để cô trả nợ, rồi một phần nữa cô để làm vốn cô buôn bán. Sáng đưa nó 12 ngàn cho nó mua mấy hộp vịt đó. Một bữa cơm là mười mấy ngàn hộp vịt với ăn nước tương hết. Rồi chị về là chị nấu. Lấy cái chi về lấy cho bà nấu canh đi con để hư. Em vô. Ờ, Gia Bảo ơi, cô năm nay là 61 tuổi rồi em. Nhưng mà giờ là coi như một tay của dì Nga là nuôi 6 đứa. Dạ, 6 đứa cháu, đứa lớn nhất là 15. Đứa nhỏ nhất là 6 tuổi. Và sáng sớm là cứ 3 giờ sáng là dì Nga đã thức giấc dậy rồi. Sáng sớm là 3 giờ là chuẩn bị về, chuẩn bị làm bánh, làm nguyên liệu rồi xong rồi mới đẩy xe đi bán. Khoảng 5 giờ rưỡi là đẩy xe đi bán. Đó. Đi bán tới tầm trưa trưa là về. Vô đây, về. Con đi đâu vậy? Trời ơi, đứa nào đứa nấy? Vô đây là ăn bánh này con. Đứa nào nấy ông nhôm nhách à, ông đó, ơi. 9 tuổi đó, nó bệnh không mà. Nó bú tới là 7 tuổi. Bú tới 7 tuổi luôn, bú sữa tươi á. Làm mới biết ăn được cái năm mà bị bệnh Covid á. Dạ, mình có để lại cái số điện thoại, thông tin của bạn Miri là trợ lý của Coloman phụ trách chương trình Tiếng Rau. Rất mong bà con cô bác mình liên hệ với Miri để ủng hộ cho dì từ xa trước nha. Dạ, một phần và một phần là bán một hộp như vậy là ngày mai mình phải bán một phần 4 cái bánh bao chỉ. Và một phần như vậy thì mình một phần là 10 ngàn. Nhưng mà bà con cô bác mình cũng như mọi lần ủng hộ bao nhiêu cũng được, ủng hộ từ xa nha. Dạ, giờ có ở đây có ai mở hàng liền không ạ? Rồi, cảm ơn Minh Hoàng. Ăn đi con, tháo bánh ăn đi. Con lấy mấy cái bánh... Ồ, cái này. Rồi, ăn toàn cái jelly này không à? Có đá không? Phải có đá mới nó mới uống được chứ. Ừ, mấy ly đá đi cho mấy đứa nó uống, chắc nó chưa giờ được uống nữa. Đúng rồi, lấy ca rót ra cho mấy đứa. Cà Mau em ơi, Cà Mau, chào Nguyễn Như Hiền, chào Gia Bảo, chào Tuấn Lu Bu. Rồi, rất mong ngày mai bà con cô bác mình đến đông đảo để... Ở nhà coi 6 người là chỉ có bạn này còn được đi học thôi, là học lớp 8. Con không dạy chữ lại cho mấy em con hả? Sao con không dạy nó không biết hả? Rồi dạy thêm cho mấy em để sao? Rồi kiểu này mà không đi học nữa mốt làm sao trời. Nhìn mấy cái gương mặt hồn nhiên dễ thương nghe chưa? Sáng nay nhà con thì còn là vậy. Jenny ơi, em có thể ủng hộ cho dì từ xa được đó em. Có thể mua bánh ủng hộ cho dì từ xa được nha. Rồi, có ai mua mở hàng một hộp không ạ? Dạ rồi, đã có một hộp của cô Thái Thị Kim Yến 1 triệu rồi, cảm ơn chị. Cảm ơn chị Kim Yến nha, chị Kim Yến ơi. Rồi, đã có chị Kim Yến mở hàng một hộp 1 triệu, cảm ơn chị.
Đây là hả? Đây là bè bạn này là 8 tuổi, là con bị ấy. Con 9 tuổi hả? Con bị 9 tuổi là, 9 tuổi. Là thực quản á, con bị hẹp thực quản hả? Ồ. 7 ngàn. Trong phòng còn nó đá không? Nó vui vẻ hồn nhiên không biết gì. Tụi con có thương bà ngoại không? Thương là sao? Thương hả? Con có thương bà ngoại không? Thương ít hay thương nhiều? Thương nhiều. Ủa sao giọng Bắc đâu ra đây trời? Thương nhiều. Sao thương nhiều? Tại sao thương nhiều? Tại vì thấy bà tranh thể nhiều mới thương. Tại thấy bà tội nghiệp quá luôn hả? Còn con? Hả? Thương. Còn con? Con thương bà ngoại không? Ừ. Vậy thì tụi con chắc phải tìm cách phải đi học chứ làm sao mà không đi học làm sao mà sau này mà giúp bà được. Tiếng rau ở Cà Mau Xuân Vi ơi. Rồi, chào con nha, con đi học nha. Đây đây nè bé. Thấy học xa lắm mà tại vì nhà mọi lần nó ở phòng 5. Bây giờ dọn qua đây thì nó phải qua tới bên phòng 5 á. Học bên đó. À, ba mẹ các bé không có ở đi. Rồi Mai Jenly gửi cô 500 nha. Rồi mà rồi Mai Jenly chờ chút xíu nha. Rồi Mai Jenly ủng hộ cho cô 500 ngàn. Cảm ơn Mai Jenly. Rồi em có thấy cái số điện thoại của bạn Miri, thông tin của Miri không? Rồi để Miri tương tác với Mai Jenly nha. Cảm ơn Mai Jenly nha. Tên gì? Thảo. Con tên Thảo. Cái gì Thảo? Thảo. Không, Thảo. Giới thiệu đầy đủ. Tên đầy đủ của con là gì? Thảo Thiên Miên. Không phải. Con tên Nguyễn Phương Thảo. Nguyễn Phương Thảo. Ờ, con tên... tay xuống nào Hoàng. Con tay xuống nói chuyện với cậu đây Hoàng. Thịnh tên gì? Dạ, Nguyễn Chí Thịnh. Con tên Nguyễn Chí Thịnh, con mấy tuổi? Con 9 tuổi. Con 9 tuổi. Em con mấy tuổi? 6 tuổi. Dạ, con 6 tuổi. Dạ, em 6 tuổi. Còn em kia con tên là gì? Cái gì? Nguyễn Phương Thi. Ồ, oh, wow, tên đẹp vậy. Con mấy tuổi? Em biết 5 tuổi. Con tên không biết. Rồi, cảm ơn Gia Bảo nha. Cảm ơn Gia Bảo đã chia sẻ mạnh mẽ nha. Rồi, chào Tùng Nguyễn Thanh Tùng. Đó, bây giờ thì sau khi đi bán hàng về thì chị thì dì Nga bắt đầu nấu đồ ăn cho mấy đứa nhỏ. Nhưng mà trước đó thì mấy đứa nhỏ ở nhà cũng tự nấu cơm rồi tự chiên trứng. Cơm đó, cơm ra sao? Hôm qua nấu nguyên rồi cơm sống nhanh. Nấu rồi ra mà nó không gà lúc cứ nó nhanh. Hôm nay về đây nè. Nấu cơm mà không có ngon làm gì hết. Con tên gì? Con tên Vi. Con tên Vi hả? Hôm nay con nhiêu tuổi? 13. Con 13 tuổi là con thứ hai đúng không? Con thứ ba. Thứ ba. Còn chị hai con là mình là nhiêu tuổi? 15, 16 vậy. 15, 16 vậy, còn thứ ba. Con biết làm bánh không? Không. Con biết làm nhưng mà nó không cho làm, nó đòi làm mình. Nó không cho con làm, là chị hai không cho làm hả? Ừ. Mà con sống với... Con sống với bà ngoại từ lúc con mấy tuổi? Con cũng mới đẻ ra. Lúc con mới đẻ ra, tới giờ luôn. Là mười mấy năm là bà ngoại nuôi con luôn á hả? Dạ. Bà ngoại đi bán bánh nuôi con. Dạ. Trời. Nãy con nói con tên gì chú quên mất à? Vi. Vi. Con tên gì đang qua? Đây bé Vi là bé lớn thứ ba. Mà sống với bà ngoại, phóng với bà ngoại là cũng từ bé luôn, mới sinh ra là coi như là mẹ cũng thả đây luôn rồi, xong rồi tự sống với mẹ là với bà ngoại luôn. Nó là không có miếng giấy bây giờ không biết làm sao làm. Không có khai sinh luôn hả? Không có. Mất giấy chứng sinh là vì nó nằm bệnh viện đó. Trời ơi. Mẹ nó ẩm về nó bỏ giấy chứng sinh hồi nó còn nhỏ đó.
tới bây giờ là coi như mấy cái kia là làm được khai xanh hết rồi mà chỉ có nó là chưa làm được. Chết chưa? Không có khai xanh. Căng à. Gần tới làm giấy chứng minh rồi nè, mà cũng không có đứa nào trong tên trong hộ khẩu hết. Ừ. Chỉ phường nó thấy vậy thì nó làm cái xanh cho vậy thôi. Cảm ơn Tiffany Huỳnh nha, những nhân vật tiếng rau cũng có đó, nhưng mà vì Nga thì lại rất thấy vậy đó, khổ vậy mà rất là lạc quan luôn, ngày nào nụ cười lúc nào cũng cười cứ nói vậy đó, giống như chưa biết khổ luôn. Mà ngày nào mình nghe giờ sáng mình ngồi vô đây mình thấy sáng sớm mà thấy mấy đứa nhỏ nó nằm là lăn lóc ở dưới đây, còn gì thì lo chuẩn bị làm nấu làm đồ ăn à, làm bánh. Mai Jen Lee nói bé đó vẽ đẹp lắm luôn chú ơi. Thấy không? Dạ. Con biết vẽ hả? Nó biết vẽ. Ồ sao có chị nào rành con quá trời nè, chị Jen Lee này nè, bé đó vẽ đẹp lắm luôn chú ơi nè. Dì My. Nó dòm dì My hả? Nó vẽ ra. Không biết dì My hả? Ồ biết dì My luôn, vậy là dì My lâu lâu cũng ghé thăm con đúng không? Dạ. Mai dì My có ra ủng hộ không dì My ơi? Ừ, chào Tuấn Lubu, chào Thúy Nga. Thương thiệt luôn á, tại vì mình không có nghĩ là một cái người phụ nữ mà ngoài 60 mà bây giờ vẫn phải đi buôn gánh bán bưng mà nó lay lất từng ngày, chứ không phải là có vốn mà làm nữa, tại vì có hôm thì hết tiền coi như cục vốn. Tờ Nguyễn Như ơi, nhà cô ở là nhà thuê nha. Nhưng mà cũng được cái chủ nhà, cái cô chủ nhà thuê này cũng rất là tử tế. Không có nhiều khi nhiều tháng không có tiền là cô cho thuê cho thiếu luôn. Ngày mai là rồi My, chị My, dì My nói tại có một nhiều lần ghé thăm các bé. Thương. Ừ. Thương. Thương. Chú thấy con cái gương mặt con cũng giống bà lắm á. Giống không? Có ai nói giống không? Giống y chang hả? Nhìn kỹ coi, đúng không? Mũi miệng giống hết. Mũi miệng cười giống như Trang à. Giống bà là đẹp hay xấu? Đẹp. Dạ đẹp. Giống bà là đẹp hay xấu? Đẹp. Dạ đẹp. Trời, con mai mốt con lớn lên con tính làm cái gì? Con muốn làm cái gì? Con cũng biết nữa. Con cũng biết nữa. Thôi con học làm bánh đi. Con học làm bánh. Ừ, học làm bánh, mai mốt cái mình làm một cái cửa hàng bánh. Tại giờ sau cái chương trình này hy vọng là bà nổi tiếng rồi mà cái tại sao mình kiếm chỗ mình làm một cái cửa hàng luôn. Chắc thử đi cho nó mau. Chào Nguyễn Như, My Jenny nãy giờ chế mới nhìn ra em á mì, á mì. Rồi. Chào Tôn A Lam. La nó cái nói mẹ lúc nào cũng nói xấu con không? Chứ thật thế mà biểu sao mà. Tức là đây là ba bạn này là mà cùng mẹ nhưng mà một cha. Đó sống hồi lâu đó. Đó. Còn ba còn bé này là một ba khác. Một ba khác. Còn bé lớn là một ba khác nữa. Rồi còn cái bé nãy là một ba khác nữa. Đó là cái thằng đi học là con của nhỏ em. Dạ. Em của mẹ mấy đứa này. Vậy là tính ra là cái mẹ mấy đứa này tới 4 6 đứa. Mẹ đứa này 6 đứa. Gửi đứa nhỏ đó. Dạ, 6 đứa. Là còn đây 5 nè. Dạ. 5 đứa luôn đó. Còn cái thằng nãy là mà 6 đứa mà là 3 ông. 4 luôn đó. 4 luôn. Thế đây là 2 rồi nè, đây là 3 nè, cái ông nhỏ xíu gửi nữa. Là 4 nữa. Ồ. Mà xong rồi đẻ ra xong để lại luôn cho bà cứ bà ngoại lo hết. Cứ gửi đây rồi đi, rồi gửi đây rồi đi. Lâu lâu về cái gửi về một cục. Chứ sao mà nói thôi tao thì bây giờ mình đựng dục đây nữa. Mẹ khổ lắm rồi mẹ không nuôi được đâu. Con không bỏ cho mẹ đâu. Con gửi thôi chút là con về. Ra mất tiêu vài ngày luôn. Mày cứ làm vậy hoài đó. Gửi thôi hả chứ không có rồi con về. Nói gửi thôi. Rồi đó coi. Đứa sau này là nó bị bắt là đứa nhỏ đó mới có mười mấy tháng. Mười mấy tháng cho nên là mình không giữ được. Nói là bà mắc đi bán nè, mẹ đi bán rồi mấy đứa này nó còn giữ. Chị ô hay quá nè, chị Tiffany Quỳnh. Vậy cho em mua một cái đầu tiên ngày mai 50 đô nhen. Rồi có luôn. Rồi một cái 50 đô luôn. Cảm ơn chị Tiffany Huỳnh. Tiffany Huỳnh có thấy Colorman cái có thấy bạn Miri tương tác với Tiffany Huỳnh không vậy? Rồi.
bạn Miri đó đang nhắn cho Tiffany Huỳnh đó, sẽ để Tiffany Huỳnh biết cách chuyển tiền là đúng không? Rồi anh Xuân Nguyễn cho xin tài khoản ủng hộ một hộp 1 triệu luôn. Yeah, sơ sơ là được 3 triệu rồi. Anh Nguyễn Hòa xài gì hao chồng vậy? Có đứa nào ăn cơm không con? Hả? Con ăn cơm không? Ăn cơm không? Rồi. Rồi lại đây kìa, lại. Ăn đoạn nữa nè con, ăn đoạn nữa. Bây giờ anh vô ông Thảo ăn không? Vô Thảo ăn phải không? Rồi ngồi xuống đây mà lấy nha. Ăn đi con, vô đây ăn đi rồi. Vậy có miếng hồng vịt kìa, đem miếng hồng vịt nó xuống. Rồi anh Nguyễn Dầu, mày Nguyễn Phương Diện mua bánh ủng hộ người Cà Mau nè anh. Mày như đây vô. Dạ. Rồi bạn Nguyễn Như, con ủng hộ cô một hộp 300 ngàn của Ít Lòng Nhiều. Nguyễn Như ơi, rồi Nguyễn Như có thấy cái comment của anh ghi bên dưới không? Này. Đó. Thảo ăn Thảo. Tiếng Rau 4.0 livestream và ghi hình rồi. Liên hệ với bạn Miri, số điện thoại 0933 755 543. Nó không ăn tí này. Dạ. Con biết không? Hoặc là có số có số tài khoản luôn đó. Miri connect được hết cho Miri. Rồi. Cảm ơn chị Tiffany Huỳnh đã ủng hộ cho dì một hộp 50 đô nè. Cảm ơn bạn một bạn trai ủng hộ một triệu nè. Rồi cảm ơn bạn Nguyễn Như nè ủng hộ 300 ngàn nha. Dạ ngày mai mình sẽ đọc tin đầy tên đầy đủ hết nha. Ngồi xây cái đầu lại cho bà con nha. Ráng ăn hết nhiêu đó cơm nha. Rồi. Ôi thương không? Đó có bà ngoại về là mới nấu cơm canh bí đỏ nè. Có đựng miếng thịt bằm. Con muốn ăn cơm đi con. Con ăn chưa? Sáng ăn chưa? Con ăn rồi hả? Dạ, cái phòng này thì chưa khoảng hơn chục mét vuông. Rồi mấy bà cháu, như 6-7 bà cháu là ở nằm buổi tối thì ngủ ở đây. Rồi buổi sáng sớm thì bà làm bếp ở đây, làm bánh ở đây. Con ăn cơm con? Con trai? Không đói hả? Sáng con có ăn chưa? Cái đầu còn cái thẹo đó. Nó đâu có mọc tóc đâu. Hồi nhỏ là... Đúng rồi Thúy Nga ơi, anh đang ở Cà Mau. Chào Tuấn Lu Bu. Dạ. Rất mong bà con cô bác ủng hộ mạnh mẽ cho dì Nga nha. Tại vì dì Nga đang còn một cái khoản nợ mấy chục triệu, và nếu như trả được cái khoản nợ này rồi thì phần còn dư sẽ là coi như cái vốn liếng để đi bán hàng mỗi ngày. Một ngày thì dì cũng nói là bán được khoảng 300 ngàn là đúng ra là cũng có thể lo được cho các cháu. Nhưng mà vì nợ thì mình vay, mình mượn tiền góp, cho nên cứ nợ chồng nợ chồng nợ. Ốm kiểu này là coi chừng suy dinh dưỡng là nguy hiểm lắm nha. Suy dinh dưỡng rồi đó, nó là phải suy dinh dưỡng. Giờ không có cách nào. Bây giờ cho ăn cỡ nào cũng không được nè. Giờ ăn cỡ nào cũng không lên nổi. Trời, 6 tuổi mà xíu xíu à, nhỏ xíu xíu à. Nhà ăn bút cho mau đó thôi. Nó không có ngán nghe không? Có ăn cơm không? Con có hay đi đâu chơi không? Con lớn thì con có hay đi chơi không? Đi chơi mà với Linh á. Đi vòng vòng với em con chơi vậy? À, đi vòng vòng trong xóm thôi. Gái mà đá banh. Đá banh đó. Nó với cái thằng đó là rủ nhau qua bên đó là đá banh. Ừ, ghê vậy? Đó. Nó gái mà đá banh đã, không biết có bị bê không á. Rồi kính thưa quý vị khán giả thì cũng chỉ còn chưa đầy 24 tiếng đồng hồ nữa thì chương trình Tiếng Rau Cà Mau sẽ chính thức diễn ra với hoàn cảnh nhân vật là dì Nga bán bánh bao chỉ để nuôi 6 đứa cháu ở tại thành phố Cà Mau. Thì chương trình sẽ chính thức diễn ra vào lúc 9 giờ sáng thứ Bảy ngày 20 tháng Giêng năm 2024 tại địa chỉ là 1921 Lý Bôn, thành phố Cà Mau. Đối diện xéo xéo với trường tiểu học, trường trung học phổ thông Hồ Thị Kỷ. 9 giờ sáng ngày mai, sáng thứ Bảy 20 tháng Giêng. Đó, mà rất mong bà con cô bác Cà Mau ra đông đảo ủng hộ. Còn quý bà con cô bác mà muốn ủng hộ cho dì từ xa thì có thể đặt mua
qua số điện thoại liên của bạn Miri 0933 755 543, hoặc là quý vị khán giả mình có thể nhìn, có đọc, có thể có mình có để lại cái comment, ghim cái comment bên dưới là ghi thông tin chi tiết để quý vị khán giả có thể ủng hộ từ xa thông qua bạn tài khoản của bạn Giang Bửu Vinh, chính là bạn Miri. Đến đây comment xin được khép lại cái video này tại đây. Hẹn gặp lại quý vị các bạn trong buổi bán chính thức tiếng Rào vào sáng sớm mai 9 giờ. Chào Linh Hoàng, chào Khánh Đồng.